anh Khôi biết được chuyện này. Khi ngày cưới của em và anh đang rất là cận kề, có lẽ lần này khó mà cứu vãn được cuộc hôn nhân của em và anh ấy. Mà nhiều khi vì chuyện này ảnh lấy cớ để quỷ cưới luôn không chừng. Anh Khôi đã điều tra ra và đang nắm lấy chứng cứ, biết được em là người đã cháo hàng hãm hại ngon. Chứng cứ hả? Làm sao hắn có được? Thôi được rồi, em không cần phải lo nghĩ gì hết. Chuyện mà đánh tráo hàng á là do anh, tất cả là do anh lên kế hoạch. Em không có can dự vào chuyện này. Bây giờ anh sẽ đi gặp Khôi để nói hết sự việc. Anh làm vậy để làm gì? Chuyện đó là do mình làm mà, việc gì phải giải thích chứ. Vậy bây giờ em định như thế nào? Nếu như anh Khôi quỷ hôn với em là vì Ngân thì lần này em nhất định sẽ không tha thứ cho anh ấy, và chắc chắn em sẽ làm cho anh ấy phải hối hận. Nè, em có sao không vậy? Thì ghi, em có sao không vậy? Nhìn anh nè. Em bột không? Em xin lỗi, em không có sao hết á. Nghe anh nói nè, trước mặt người khác á thì em cứ việc mạnh mẽ, kiêu ngạo như thế nào cũng được hết á. Nhưng trước mặt anh á thì em không cần phải mạnh mẽ đâu. Em muốn khóc cứ khóc, không cần phải kìm nén lại. Em không có cam lòng. Anh lậu quá, em không có cam lòng đâu. Em đợi anh Khôi lâu lắm rồi, em không có cam lòng. Được rồi, cứ khóc đi. Em khóc thật nhiều nó sẽ nhẹ lòng. Mày đã khiến Thiên Lý ra nông nỗi này, tao nhất định sẽ trả lại gấp đôi.